Xin chào các bạn Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tiện ích mà các bạn có thể chuyển dữ liệu từ Excel vào trong cái phần mềm của chúng tôi Ở đây tôi đã đánh sẵn ra những cái phần mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc chuyển vào Đầu tiên là cái phần danh mục và hai là cái phần số liệu Thì cái số liệu và danh mục của các bạn có sẵn trong file Excel Thế thì làm thế nào để có thể chuyển được từ À Excel vào trong phần mềm Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn Ví dụ chúng ta có một cái danh mục khách hàng này Thì các bạn nhìn thấy là nó Được đặt sẵn cái mã mà khách hàng thường xuyên quản lý ở ở Có thể là ở một cái phần mềm khác Tuy nhiên là cái chuẩn của cái mã Cái chuẩn của cái chữ này nó là Time New Roman Hay là các bạn nhập vào bằng cái chuẩn Unicode Ở đây có các cái thông tin như là mã này. Địa chỉ này. Số điện thoại này. Có thể là có mã số thuế rồi là cái cột nhóm khách hàng. Thế thì ở đây trong cái file dữ liệu này thì chúng ta đã có sẵn rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp. Đây là cái file mẫu của phần mềm và tôi copy từ phần mềm ra để trên màn hình cho tiện. Khi các bạn muốn đưa vào ấy, thì các bạn phải đưa vào đúng như theo các cái cột tên ở đây thì các bạn mới có thể chuyển được vào phần mềm. Nếu như các bạn sử dụng file mẫu này, còn nếu các bạn không sử dụng file mẫu thì các bạn sẽ phải chuẩn trong lúc quá trình mà đưa vào thì các bạn phải chọn cái cột tương ứng nó phải chính xác. Ở đây tôi sẽ làm cái uh, uh, chức năng là copy các bạn có thể nhìn thấy là tôi sẽ copy phần này tích vào cái ô đầu tiên ô mã à, kéo xuống ở dưới cùng à, khá là nhiều dữ liệu chúng ta chọn giữ phím chip kích vào cái 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 phần này à, cái cái ô cuối cùng thì chúng ta sẽ có được cái vùng chọn là toàn bộ cái cái dữ liệu của chúng ta chúng ta giữ phím control ấn c là chúng ta đã copy, chúng ta chuyển sang cái file danh mục, chúng ta dán vào cái ô đầu tiên này. Thì các bạn đã nhìn thấy là ở đây có cái uh, nó đã được uh, cơ bản là đã được định dạng sẵn là nó nằm vào đúng cái cột nào. Thế thì trong trường hợp mà cái cột này nó không phải là ở cái ô địa chỉ này thì các bạn bôi đen cái cột này, và cắt, dán sang cái cột khác. Thế chúng ta sẽ kiểm tra một lượt tất cả các cái 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 cột này thứ nhất là cái cột nhóm cái hàng này các bạn để ý là khi các bạn nếu các bạn bỏ vào đây cái nhóm thì phần mềm nó sẽ tách nhóm là ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc là xóa thông tin cái cột này tránh trường hợp vào trong phần mềm nó sẽ sẽ tạo ra các cái nhóm dữ liệu chúng ta kích vào cái đầu tiên giữ phím shift và kích vào cái ô cuối cùng để chúng ta ấn nút delete để xóa nó đi cái cột này thì các bạn cũng thế Các bạn kiểm tra hết là xem Các cái hột này phải để trắng Để trắng các bạn nhé Nếu không nó sẽ tách ra thành từng nhóm Và đây có một cái thông tin à, à, Rồi ok Và xóa nốt cái 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 thông tin này Xóa hết nha Chỉ để các cái thông tin này Sau này chúng ta tổ chức nhóm Chúng ta sẽ tổ chức lại Và cách các bạn là tạo nhóm Các bạn đưa vào các cái đối tượng khác nhau À, sau khi chúng ta làm xong cái này là chúng ta save lại tiếp theo tôi sẽ nói tiếp cái danh mục nữa là danh mục đây là cái danh mục uh, khách hàng đúng không tôi đã đưa vào danh mục khách hàng rồi ở đây khách hàng danh mục khách hàng rồi thế thì ở trong cái danh mục khách hàng này có thêm một tí nữa là cái cái tính chất của của cái khách hàng này chúng ta sẽ copy cái chữ cả hai này À, chúng ta sẽ đưa vào cái cột uh, loại khách hàng nhà cung cấp này, chúng ta sẽ dán vào đây. Cái chuột kéo toàn bộ này. Đây. Thế thì ở đây là cái cái này nó nó giúp các bạn làm gì? tức là nó định dạng sẵn cho các bạn là cái đối tượng này nó là cả khách hàng và nhà cung cấp. chứ các bạn mà chọn là khách hàng và nhà cung cấp thì khi vào nó phân loại ra các bạn sẽ gặp phải một số các cái yếu tố như là khi tìm kiếm ở trong các cái chứng từ nó không nhìn thấy. sau khi chúng ta làm xong rồi chúng ta save lại, chúng ta để cái danh mục này đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào tiếp ở trong cái phần danh mục đây là danh mục hàng hóa vật tư. Tôi có sẵn một cái danh mục cái này Nó là dữ liệu từ một cái phần mềm kế toán Cũ của chúng tôi Và sau khi đưa ra ngoài Excel Thì chúng tôi sẽ phải xử lý một số cái như là đổi tiêu chuẩn mã phông Các bạn nhìn thấy là các cái tài khoản này nó được định sẵn này Thì ở đây các bạn lưu ý là tất cả những cái này là hàng hóa Hoặc là Nguyên vật liệu thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải giữ nguyên cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải kiểm tra cái hệ thống tài khoản của mình nó có đồng bộ hay không. Tức là các bạn nhìn thấy ở đây là cái tài khoản vật tư là 1561 và 6321. Thế thì trong phần mềm ở cái tài khoản 156 này các bạn phải đúng là tài khoản này có thêm một tài khoản nữa nằm trong tài khoản này cũng không được và nếu các bạn chỉ có tài khoản 156 thì các bạn mở thêm cái tài khoản này vào trong phần mềm Để nó đồng bộ chính xác Nếu không có thì nó sẽ xóa đi Xóa đi và trong quá trình hạch toán hoặc là nhập số liệu các bạn sẽ khó khăn trong cái việc là sẽ phải định khoản lại và hoặc là vào Hàng hóa vật tư các bạn vào hàng hóa vật tư các bạn sẽ phải khai báo lại toàn bộ kết đúp vào toàn bộ các cái 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 hàng hóa vật tư này để thêm tài khoản vào. Như vậy ở đây chúng ta sẽ copy phần này nhá. Chỗ này là đã xong rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy không? Ở đây chúng ta copy này. Cái cách thức copy thế nào thì lúc nãy tôi đã nói ở trong cái phần danh mục khách hàng rồi đúng không? Vào vật tư hàng hóa này, danh mục vật tư hàng hóa chúng ta chọn dán vào đây. Tất cả cái danh mục có ở trong cái file mẫu này các bạn đều có thể đưa vào. À, các bạn nhìn thấy là cái cột tài khoản này ấy, nó lại nằm ở trong cái cột tỷ lệ chiết khấu mua hàng đúng không? Các bạn nhìn thấy ở sau này có cả cột tài khoản kho, tài khoản giao vốn. Ở đây chúng ta copy hai cái cột này. rồi ấn control x cắt nó đi dán vào đây. Thế thì ở đây trong cái trường hợp này các bạn có thể kích chuột vào đây các bạn kéo kéo đi nhé bôi hai ô này các bạn kéo này là nó không tăng số lượng lên kéo vào cho nó hết tất cả những cái thông tin này Đấy, thì chúng ta kích vào đây kéo ngược lên đúng không sẽ hết tất cả cái ô không để chống tài khoản rồi bây giờ đến một cái phần nữa là cái phần đơn vị tính này phần kho này chúng ta xóa đi nó không cụ thể cái phần kho các bạn có thể tổ chức sau à, tỷ lệ chiết khấu bán hàng xóa trắng hết nhá rồi ở đây còn cái gì nữa đơn vị tính ok loại hàng hóa vật tư các bạn nhìn thấy không tên nó lại nằm vào cái cột loại hàng hóa ở đây chúng ta sẽ cắt cái này và chuyển nó sang cái tên Tiếp theo. Thực hiện cái việc tiếp theo thì các bạn nhìn thấy này. Trong cái phương pháp tính giá này cái cột này thì chúng tôi quy định trong phần mềm ấy là các bạn nhập số 0, số 1, số 2 cho tương ứng từng phương pháp ở đây. Nếu mà là số phương pháp tính bình quân chúng ta đánh vào đây số 0 và chúng ta kéo. Kéo đến hết cái uh, danh mục này. Rồi tiếp theo cái tính chất của hàng hóa thì chúng ta copy cái này đưa vào cái cột tính chất copy vào cái ô tính chất hàng hóa đây tính chất đây các bạn kéo xuống ở đây chúng ta đưa vào là hàng hóa thì nó là hàng hóa còn ở trong này nó là à, riêng cái phần thành phẩm thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải tổ chức ở trong danh mục thành phẩm và gần như là cái thành phẩm chúng ta không 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 đưa vào ở đây tại vì thành phẩm nó còn liên quan đến vấn đề à, tích hợp vào cái đối tượng đầu hợp chi phí nếu các bạn đưa vào thì cái đối tượng đầu vào chi phí các bạn cũng phải để vào đúng như thế à, dịch vụ tính chất rồi ok các bạn nhé chúng ta ghi lại cái file này việc tiếp theo của chúng ta là phải đóng cái file này đi còn các bạn để đang mở thế này thì các bạn không chuyển được vào phần mềm nữa nhé các bạn đóng đi rồi chúng ta sẽ vào phần mềm như sau chúng ta vào tiện x vào nhập khẩu túi treo chúng ta sẽ chọn cái file danh mục chúng tôi để ở desktop ở đây các bạn nhìn thấy không? Đây, có file này chúng ta sẽ vào đây. Lần lượt đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái là cái đối tượng là khách hàng nhà cung cấp. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hiện ra ở đây những cái thông tin này. Đấy. Sau đấy cái cột dữ liệu đích là cái 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 dữ liệu đích trời cái dữ liệu chúng ta sẽ đưa vào trong phần mềm ở cái 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 danh mục nào? Chúng ta chọn danh mục khách hàng nhà cung cấp chúng ta chọn. Thực hiện. Ở đây các bạn nhìn thấy các cái cột tương ứng này đã được uh, sẵn để sẵn theo cái để sẵn theo cái 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 định dạng của cái file mẫu của phần mềm. để chúng ta nhìn thấy ở đây thực hiện. Các bạn hãy chờ trong uh, một vài giây cái số lượng khách hàng ở đây tôi ví dụ nó cũng khá là lớn nó tầm được khoảng hơn 3.000 đối tượng 3.000 dòng tất nhiên nó chạy nhanh thôi đã à, xong à, cái phần nhập khẩu dữ liệu đã thành công chúng ta đóng đây và chúng ta vào kiểm tra xem là trong danh mục khách hàng nó đã được đưa vào chưa thế các bạn nhìn thấy là nó đã được đưa vào hết cho các bạn à, điều này giúp các bạn à, có thể Đấy vào chúng ta kích thử vào một cái đúc thử vào một cái khách hàng thì nó như nào định dạng nào cả hai số điện thoại đây rồi có đầy đủ địa chỉ đây ok rồi các bạn nhé thế bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ nhập khẩu vào cái danh mục hàng hóa vật tư chúng ta chọn lại cái file danh mục và chúng ta chọn ở đây là danh mục hàng hóa vật tư, vật tư hàng hóa. thôi các bạn nhìn thấy không? ở đây nó cụ thể cho các bạn rồi. tiếp theo chúng ta chọn cái danh mục vật tư hàng hóa, chúng ta chọn tiếp theo. Thôi các bạn nhìn thấy ở đây đã được đặt sẵn theo cái file mẫu của chúng tôi, các bạn tránh các được các cái trường hợp như là phải tổ chức lại. Trên mục hàng hóa thì nó chạy nhanh hơn thì Nó có hơn 500 đối tượng Rồi chúng ta đóng Chúng ta vào vật tư hàng hóa xem nào Các bạn nhìn thấy Nó đã được đưa vào hết cho các bạn rồi Chúng ta kích đúc vào một cái vật tư hàng hóa Chúng ta kiểm tra xem Ở đây như các bạn thấy là nó đã được gắn Cái tài khoản đầy đủ rồi Và cái phương pháp tính nó cũng gắn đầy đủ rồi Thế thì <laughs> thế thì ở đây là cái như thế nào? Tức là ở đây là cái mà các bạn làm là phải có cái tổ chức cái hệ thống tài khoản nó phải đúng. Nếu như không có thì trong danh mục các bạn không không sửa tài khoản thì trong danh mục Excel đưa vào các bạn sẽ sẽ chọn cái cái tài khoản nó đúng với danh mục của tài khoản của các bạn để đánh vào. Thế là chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm xong cái phần này. Như vậy là các bạn có thể xem như là xong cái phần cái cái chuyển số liệu từ Excel vào trong phần mềm thì cái video tiếp theo sau ấy thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa số liệu vào trong phần mềm bằng cách như thế nào các bạn đón xem cái video sau nhé